bệnh viện gì đâu mà nó vắng que vậy đó trời. Bệnh viện nằm đâu túi trong lũng á, thâm sâu cùng cốc. Tôi làm việc ở đây 87 tuổi không biết có chồng chưa, được nó 17 tuổi. Thương thương cho bệnh nhân vô đi em. Mời bệnh nhân số 113 vào phòng B52. Sao bệnh gì? Cái gì? Không nghe cái gì? Bắt quá thốn. Gì thốn hả? Cái là gì thốn? Dập háng. Nước phun tên, nước máy không xài. Lấy nước giếng kia té dập háng. Mệt ghê vậy đó. Cầm cái này. Ra ngoài kia đóng 5.000 đi về. Cái gì đấy? Kéo tên của má. Đập sức cho đó. Rồi, chị vô phòng số 5 em nha chị. Thứ gì vậy? Anh
bán vú nó. Gái ơi, gái vô đi cưng. Vô lẹ em ơi. Chết rồi. Còn con nào đâu? Con này. Em ơi vô lẹ em câm điếc học sinh hả? Em kia số mấy vậy nè? Cưng. Vô hả? Đâu? Bánh